Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Tedishop. Thì như các bạn thấy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sản phẩm gel mà đối với bản thân mình, đây là một sản phẩm mình đang sử dụng hàng ngày luôn. À quên, không phải sử dụng hàng ngày, đây là một sản phẩm mình rất thường hay sử dụng. Như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ có sử dụng rất nhiều các sản phẩm sáp này, các sản phẩm pomade này. Thì kể cả trước đây cũng thế, các dòng sản phẩm pomade và các sản phẩm sáp cũng sẽ được chúng ta ưu tiên sử dụng và tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng đối với các dòng sản phẩm gel thì dường như các bạn trẻ lại chưa quá yêu chuộng hoặc là chưa quá có thói quen sử dụng đối với các dòng sản phẩm gel. Đâu đó thì chúng ta sẽ có thể thấy các cái style, các cái style Hàn Quốc hoặc là những người trung trung tuổi, độ tuổi tầm 36, 37 đổ lên, những cái thế hệ đầu 9X ấy, thì họ vẫn còn cái thói quen sử dụng các dòng sản phẩm gel. Và đối với những người khi mà họ đã sử dụng các dòng sản phẩm gel vuốt tóc rồi ấy, thì gần như rất là khó để họ tìm được một cái sản phẩm sáp hoặc là một cái sản phẩm pomade tương tự để có thể thay thế và làm họ cảm thấy vừa lòng. Cho nên chính vậy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những sản phẩm gel mình đánh giá rất tốt ở trên thị trường hiện tại, đó chính là gel Oxid Rock Hot Oxid 4. Đối với sản phẩm này thì nếu mà ai đã sử dụng quen các dòng sản phẩm gel vuốt tóc rồi thì đây sẽ là một sản phẩm vô cùng là quen thuộc đối với các bạn. Còn đối với những ai chưa sử dụng các dòng sản phẩm gel bao giờ ấy, thì mình sẽ tóm tắt rất nhanh về cái sản phẩm này cho các bạn. Thứ nhất, nó đơn giản, hiệu quả. Thứ hai, nó có đem lại chúng ta một chất lượng rất là tốt. Thứ ba, độ ổn định của sản phẩm này vô cùng ổn. Về hiệu năng của sản phẩm này, nó sẽ không quá cứng đờ. Thường thì các dòng sản phẩm gel vuốt tóc ở trên thị trường vào thời hiện tại ấy, nó khi mà nó khô, nó ổn định lại ấy, thì cái lọn tóc của nó rất là to và nhìn nó bị cứng, hơi bị đờ một chút xíu. Thì đây sẽ là một sản phẩm khắc phục được điều đó. Khi nó khô, nó ổn định lại, nó đem lại độ cứng cho chúng ta rồi, nhưng mà đâu đó nó vẫn sẽ đem lại sự mềm mại, cái sự thoải mái cho mái tóc, nó không bị quá cứng quá đờ đâu. Tiếp theo, độ bóng sản phẩm này đem lại cũng vô cùng ổn. Và cái lý do tại sao mình sử dụng sản phẩm này, và đặc biệt là vào cái thời điểm mùa hè này, nó thường xuyên hơn bình thường, bởi vì nó đem lại cho mình một cái độ giữ nếp ổn định. Và mình nói thật, phải nói thật với các bạn là mặc dù mình dùng pomade và vùng sáp rất là nhiều, nhưng mà mình cũng rất là lười cái việc tạo kiểu lại, bởi vì thường thì mình sẽ làm việc ở trong cửa hàng cả ngày và rất là ít khi đi ra ngoài, cho nên là mình cần một cái sản phẩm nó có độ ổn định tốt, nó đem lại cho mình một cái hiệu năng tốt và cái độ bóng của nó cũng phải ở ngưỡng chấp nhận được, thì đây sẽ là cái sản phẩm mình ưu tiên chọn ở trong thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dòng sản phẩm gel này nhé. Trước tiên thì như các bạn có thể thấy, đây sẽ là một sản phẩm gel dạng tuýp. Thì tất nhiên rồi, đa phần bây giờ ở trên thị trường nó vẫn là các dòng sản phẩm gel dạng tuýp thôi. Đâu đó sẽ có một vài cái thiết kế đặc biệt, giống như là các dòng sản phẩm gel của Men chẳng hạn, nó sẽ có cái đầu vòi ấn, nhưng mà đa phần các bạn chủ yếu gặp sẽ là các dòng sản phẩm gel dạng tuýp như thế này. Dung tích của sản phẩm này sẽ có dung tích là 150ml, và bên cạnh đó, đối với dòng sản phẩm này, cái điều mình rất thích đối với dòng sản phẩm này đó chính là nó sẽ đem lại cho bản thân mình cái quá trình gội xả nó vô cùng và thoải mái. Bên cạnh đó ấy, thì như các bạn có thể để ý, đối với các dòng sản phẩm gel vuốt tóc cao cấp ở thời hiện tại ấy, khi mà việc xả đi hoặc là gội đi ấy, chúng ta hoàn toàn có thể gội bằng nước, không nhất thiết phải gội bằng dầu gội đầu. Nó vẫn đem lại cho cái mái tóc của chúng ta một cái trạng thái mềm mượt, nó không bị khô, không bị cứng, không bị rụng, không bị đứt. Đây là một điều mình cảm thấy khá là thích đối với các dòng sản phẩm gel vuốt tóc cao cấp bây giờ. Và đặc biệt nhá, đây sẽ là một sản phẩm ví dụ vô cùng điển hình. Và như các bạn thấy, cái sản phẩm của chúng ta có cái tông màu chủ đạo màu đỏ, và ngoài ra mình cũng khá là thích cái chất để làm lên cái vỏ cái tuýp gel này. Cầm vào nó có cảm giác sẽ hơi nhám nhám và cầm khá là chắc và rất là thích tay. Bên cạnh đó thì cái dung tích của sản phẩm cũng sẽ là một trong những cái điều khá là quan trọng mỗi khi chúng ta sử dụng một sản phẩm gel đó, đúng không? Thường thì bây giờ chúng ta sẽ gặp những cái dung tích khá là lớn, cái này mình phải nói thật. Những cái sản phẩm như là gel Tigi này, gel Suavecito này, gel Pacinote sẽ có dung tích rất là lớn, nhưng mà riêng đối với Oxid ấy, thì nó chỉ có dung tích là 150ml thôi. Cái này cũng phải bật mí luôn với các bạn, bởi vì đây là một sản phẩm có độ giữ nếp vô cùng là tốt. Và ngoài ra cái chất lượng của sản phẩm này, như mình đánh giá, nó đem lại cho mình cái trải nghiệm về cái dòng sản phẩm này vô cùng cao. Ngoài cái chất lượng ổn định ấy, thì cái sản phẩm này nó còn đem lại cho mái tóc của chúng ta một cái lượng dưỡng chất khá là lớn. Thì như mình đã nói, trong cái quá trình gội xả ấy, hoàn toàn có thể gội xả bằng nước mà không cần phải dùng đến dầu gội đầu làm gì cả. Nó sẽ vẫn đem lại cho chúng ta một cái mái tóc nó rất là mềm, rất là mượt và cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là một trong những cái ưu điểm vô cùng đặc biệt của cái dòng Oxid 4 này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái mùi hương của dòng sản phẩm này. Thì nó biết nói nào nhở, đối với một dòng sản phẩm gel ấy thì chúng ta sẽ có những cái mùi nó rất là cơ bản, nó thường nó sẽ hơi mát mát và hơi cồn cồn một xíu. Thì đây, cái dòng sản phẩm này cũng thế, không có quá nhiều điều đặc biệt để chúng ta có thể bàn luận về mùi hương, nhưng mà về cái chất gel của sản phẩm này thì nó lại vô cùng đặc biệt. Đây, các bạn có thể thấy nó đấy, sản phẩm đem lại cho chúng ta một cái chất gel nó rất là đặc, cực kỳ là đặc luôn. Như bạn thấy, sản phẩm đem lại cho chúng ta một chất gel vô cùng đặc. Còn về mùi hương, như mình đã nói rồi, nó sẽ có một cái tông mùi nó hơi mát mát một chút, nó kết hợp với cả một chút mùi cồn. Thì đây là một trong những cái mùi nó
rất là bình thường của các dòng sản phẩm gel. Còn nếu bạn nào cảm thấy ngửi cái mùi cồn mà sợ quá ấy, thì các bạn nên chuyển sang các dòng pomade hoặc là các cái dòng Savotop. Bởi vì những cái mùi như thế này nó là những cái mùi đặc trưng của các dòng sản phẩm gel, nó không thể nào nó tránh được. Bên cạnh đó ấy, thì cái việc sử dụng một dòng sản phẩm gel ấy, nó thích là thích ở cái chỗ mà đánh tan và áp đai lên mái tóc, nó rất là mịn, rất là trơn. Và đặc biệt mình có một lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này ấy. Đồng ý là cái việc apply lên mái tóc cũng rất là trơn, rất là thích và mọi thứ nó rất là dễ dàng, thoải mái. Nhưng nó lại có một yếu điểm là bởi vì nó có độ giữ ẩm rất là cao và cái thời gian khô của sản phẩm này nó cũng rất nhanh, cho nên là nó cho chúng ta cái thời gian để mà chỉnh sửa mái tóc nó không được thoải mái lắm. Cho nên là mình sẽ ưu tiên sử dụng cái dòng sản phẩm gel này trên cái nền tóc ẩm. Thì hiện tại cái tóc của mình nó đang ẩm khoảng tầm 30%, thì mình thường sử dụng gel vào cái lúc này để mà được cái khả năng chỉnh sửa cũng như là tạo kiểu nó tốt nhất. Còn cái việc đánh tan thì bạn thấy xoa phát là tan hết rồi. Nếu mà bạn nào đang thích một cái độ bóng cao và có độ ổn định tốt ấy, thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng thử cái dòng sản phẩm này xem sao. Thì như các bạn thấy, mình đã vừa sử dụng xong cái sản phẩm này lên mái tóc của mình rồi. Và khi mà sử dụng sản phẩm này ấy, những cái ưu điểm thì mình cũng đã vắn tắt qua cho các bạn trước rồi. Còn bây giờ mình sẽ tóm tắt lại một chút. Vuốt lên tóc rất là dễ này. Và ngoài ra cái việc chỉnh sửa cũng như là chải chuốt lại cái mái tóc nó vô cùng đơn giản nếu chúng ta sử dụng lên cái nền tóc ẩm. Còn các bạn mà sử dụng lên cái nền tóc khô ấy, thì mình khuyên các bạn nên là chải chuốt cũng như là tạo kiểu nhanh một chút. Bởi vì cái sản phẩm này khi mà nó khô nó rất là cứng và nó khá là dính để chúng ta có thể chải lại. Thì đây sẽ là một trong những cái điểm trừ của sản phẩm này. Tiếp theo nữa thì mình muốn nói về cái độ ổn định của sản phẩm khi mà nó khô. Đây phải nói là một trong những cái ưu điểm cực kỳ mạnh của các dòng sản phẩm gel mà không một dòng sản phẩm Savotop hoặc là pomade nào có thể so được. Nó đem lại cho chúng ta một độ cứng vô cùng tốt. Và cái ưu điểm của sản phẩm này thì mình đã nói rồi. Khi mà lên sản phẩm này lên tóc ấy, nó không quá cứng đờ, nó không đem lại cho chúng ta cái nhìn cũng như cái hiệu ứng nhìn nó cứng, nhìn nó bị đờ và nhìn nó bị không được mềm mại cho lắm. Đối với các dòng sản phẩm gel thì cái sản phẩm này nó lại khắc phục hoàn toàn, nó vẫn đem lại cho chúng ta cái sự mềm mại, cái sự thoải mái của mái tóc. Mà nhìn vào thì mái tóc của chúng ta đâu đó sẽ chỉ ánh lên là độ bóng ấy. Thứ hai, nó sẽ giúp chúng ta có một cái form, có một cái nếp ổn định vô cùng lớn theo thời gian. Đây chính là những cái ưu điểm mà tại sao mình lại vô cùng thích một sản phẩm gel oxit 4 Rock Hot đến vậy. Còn về quá trình gội rửa thì như mình đã nói rồi, sản phẩm này có khả năng gội rửa với nước vô cùng là tốt luôn. Bản thân mình khi mà sử dụng sản phẩm này thường thì mình sẽ không sử dụng dầu gội đầu đâu. Mình sẽ xả nước cho trôi hết và cái mái tóc của mình nó sẽ rất là thoải mái, rất sạch. Nó không, tóc nó vẫn mềm, vẫn nhẹ nhàng, vẫn thoải mái, vẫn rất là dễ chịu. Mà cái việc vệ sinh đối với sản phẩm này cũng khá là dễ nữa. Bởi vì như các bạn đã biết, đa phần các dòng sản phẩm gel bây giờ đều được cấu tạo từ gốc nước hết. Cho nên là cái việc xả trôi đi, cơ bản là cái việc mà sau khi chúng ta xả trôi đi, tóc chúng ta ở trong hiện trạng như thế nào. Ví dụ đối với một vài dòng sản phẩm giá rẻ, khi mà xả vuốt lên tóc nó vẫn cho cái hiệu quả tốt này, vẫn cứng này, nhưng mà hơi đờ một xíu này. Nhưng mà xả đi ấy, thì nó lại bị hơi sơ và hơi cứng tóc một xíu. Đó là những cái nhược điểm mà mình không thích. Còn đối với dòng sản phẩm này là một dòng sản phẩm, thứ nhất là giá tiền nó cũng vừa phải. Mặc dù là một sản phẩm gel vuốt tóc cao cấp ấy, nhưng mà giá tiền nó khá vừa phải để các bạn có thể sở hữu một sản phẩm như thế này. Bên cạnh đó ấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm này nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta một độ ổn định rất là lớn. Mà cái độ ổn định này ấy, thì mình chắc chắn là những bạn nào mà đang theo đuổi những cái phong cách nó cổ điển, những cái kiểu tóc ví dụ như là slick back hoặc là side part cổ điển hoặc là châu Âu ấy, cần cái sự ổn định lớn và cần cái độ giữ nếp cao và độ bóng tốt ấy, thì đây chắc chắn sẽ là một trong những sản phẩm các bạn nên sử dụng thử một lần xem sao. Và đó là những review rất nhanh của bản thân mình về gel oxit Rock Hot 4. Nếu bạn nào đã từng sử dụng sản phẩm này rồi thì hãy để lại phần comment để chúng ta có thể cùng nhau bàn luận về sản phẩm này. Và đặc biệt nếu các bạn muốn trải nghiệm thử sản phẩm này thì hãy nhớ ghé qua tuyến Nick Shop để chúng ta có thể được trực tiếp trải nghiệm cũng như là sử dụng thử xem nó có hợp với tóc của mình không nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.